Chào tất cả các anh các chị. Nào, chúng ta vừa xem bóng đá xong ạ. Thì đã có ai dành thời gian để vào xem livestream của Hằng chưa ạ? Chúng ta ngày hôm nay cũng đến giờ rồi mà. Và ngày hôm nay là một ngày mà mưa về quả tặng. Và đặc biệt là đối với các anh các chị có bạn bè ở Quảng Ninh và đặc biệt Hạ Long, thì anh các chị sẽ được nhận rất nhiều quà tặng từ dạ vâng ạ, chào anh Tiến Hoàng ạ. Những ngày hôm nay chúng ta mà có những người bạn ở Hạ Long, xin chào chị Long Ngọc Lan ạ. Xin chào chị Long Ngọc Lan ạ. Dạ vâng, nếu như các anh chị ngày hôm nay xin chào Hương Nam ạ. Xin chào anh Phong ạ. Xin chào Nguyễn Thị Hương ạ. Tất cả chúng ta vừa rồi có xem đá bóng không ạ? Có xem World Cup không ạ? Dạ, xin chào chị Phạm Tuệ ạ. Ngày hôm nay thì Hằng sẽ chia sẻ một cái chủ đề rất là hay cho tất cả các anh chị. Cái chủ đề mà thực ra thì Hằng lại cũng rất là thích là con số. Nên là Hằng sẽ chia sẻ về những cái chủ đề 2, 3, 3. Đúng ạ. Xin chào chị Đông Ngọc Lan ạ. Chị khỏe chưa ạ? Và khi nào chúng ta hãy giao lưu với nhau, khi nào chúng ta đủ 15 người thì Hằng sẽ chia sẻ. Và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta, nếu như ai mà có bạn ở Quảng Ninh và đặc biệt là ở Hạ Long ấy ạ, ở Hạ Long thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta là mưa về quà tặng. Và đặc biệt là đối với các anh chị mà có con của chúng ta đấy ạ, từ tiểu học đến cấp 3, thì các anh các chị phải nói là mưa về quà tặng của chương trình của một trung tâm Anh ngữ Shelton cột 8. Ngày hôm nay thì bởi vì trung tâm Anh ngữ Shelton cột 8 cũng là một đơn vị, cũng là một đối tác của Hằng. Thế nhưng đặc biệt ngày hôm nay thì sẽ dùng những cái chương trình quà tặng đó, xin chào chị Nguyễn Lan ạ, để giúp cho các anh chị có những phần quà vô cùng hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sau khi mà Hằng chia sẻ những cái giá trị có cái tiêu đề như là buổi sáng ngày hôm nay Hằng đã trao đổi đấy ạ, Hằng chia sẻ với các anh chị đó là 2, 3, 3. Hai là hai vấn đề gì trong cuộc sống, 3 là 3 vấn đề gì trong cuộc sống, và 3 nữa đó là vấn đề gì trong cuộc sống. Và khi nào chúng ta đủ 15 người thì Hằng bắt đầu đi vào từng chuyên mục một. Xin chào Ngọc à. Xin chào em Bùi Nguyệt. Chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này ra. Chúng ta sẽ chia sẻ cái livestream này ra để bạn bè của chúng ta có những cái chương trình, có những quà tặng. Và đặc biệt ngày hôm nay ấy, thì Hằng chia sẻ với tất cả các anh các chị, nếu như các anh các chị là người Quảng Ninh và đặc biệt là người Hạ Long, và hơn thế nữa các anh các chị có bạn thôi, các anh các chị cũng đã gì ạ, cũng đã có những quà tặng vô cùng hấp dẫn rồi. Nên chính vì như thế, chúng ta hãy like và chúng ta hãy chia sẻ cái video này để giúp cho chúng ta có những cái giá trị. Xin chào Tố Vân, xin chào Bùi Nguyệt, xin chào Lê Nhung. Có những cái giá trị vô cùng to lớn để làm sao giúp cho con của chúng ta, giúp cho những bạn bè của chúng ta, những cha mẹ, những bậc phụ huynh để hiểu rõ và mong muốn để cho con chúng ta có những cái quà tặng vô cùng hấp dẫn. Và chúng ta chia sẻ đi ạ, chúng ta chia sẻ và chúng ta tăng tất cả những người bạn của mình vào. Và đặc biệt nha, tất cả các anh các chị không phải ở Quảng Ninh, nhưng nếu như các anh các chị có bạn ở Quảng Ninh, các anh các chị cũng có quyền giới thiệu cho gì ạ, các bạn của mình để được nhận những chương trình quà tặng vô cùng hấp dẫn của ngày hôm nay. Xin chào chị Minh Tâm, xin chào bạn Hồng Ngọc Phạm. Chúng ta đã đến hơn 10 người rồi ạ. Và chúng ta chỉ cần 15 người thôi thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ hãy đi vào từng chủ đề của buổi tối ngày hôm nay. Và Hằng cũng là một cái lời mà cầu thị với tất cả các anh chị, đó là khi các anh chị xem livestream này thì các anh các chị có thể chia sẻ hoặc tăng một số những vào những cái trang, hay nói khác là bạn bè, để cho chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái giá trị của cuộc sống, cùng nhau chia sẻ của những giá trị của quà tặng. Dạ vâng, xin chào Trần Hằng. Trần Hằng ở bên Nhật nha, mà hôm nay cũng vào để xem chương trình của chị. Nếu như mà Trần Hằng ấy có bạn bè ở Quảng Ninh hay ở Hạ Long
thì em cũng cứ tag bạn bè mình vào, và sau đó là được nhận những cái chương trình quà tặng từ từ trung tâm Anh ngữ Shelton của 8 nhé. Dạ xin chào chị Nguyễn Hải, Nguyễn Yến Nhi ạ. Mình cũng rất là vui khi các em mình ở ở nước ngoài, nhưng cũng rất là quan tâm, cũng rất là dành cái tình cảm yêu thương để xem những cái livestream này. Và chị em thì cũng chắc là qua những cái công nghệ này thì chúng ta có gần gũi nhau hơn đúng không ạ? Chúng ta trò chuyện với nhau nhiều hơn. Chúng ta hãy chia sẻ livestream này ạ. Chúng ta hãy chia sẻ Hằng giúp cái livestream này để khi nào chúng ta có đủ 15 người thì Hằng sẽ gì ạ? Hằng sẽ chia sẻ cái giá trị. Cái thứ nhất là cái giá trị mà những cái trải nghiệm cũng như cái kinh nghiệm Hằng được học những người thầy trong cuộc sống này. Và thứ hai là ngày hôm nay chúng ta có mưa quà tặng đó, chúng ta có mưa quà tặng ạ, và quà tặng nó vô cùng giá trị. Ngày hôm nay thì các cái món quà tặng thì nó có cả giá trị về vật chất lẫn tinh thần, và đặc biệt là ngày hôm nay trung tâm Anh ngữ Shelton thì đưa ra một cái chương trình vô cùng ý nghĩa cho các con để đón cái mùa hè, để cho các con có một cái nơi mà các con học một cách nghiêm túc, đặc biệt là cái chất lượng. Bởi vì tôi cũng là cái người vô cùng khó tính khi mà tìm lựa chọn các đối tác, hay đặc biệt là để cho chúng ta có những cái môi trường sống và một cái môi trường học tập làm sao nó tốt hơn. Bởi vì tôi thấy rằng là khi mà công ty cổ phần giáo dục Thắp Sáng Trí Tuệ Việt của chúng tôi đi kết nối đấy ạ. Dạ xin chào Ngọc Đức Ngọc, xin chào anh Vũ Đăng Nghị. Để chúng tôi đi kết nối, hay nói cách khác là chúng tôi đi tìm những đối tác của chúng tôi thì chúng tôi cũng tìm hiểu được, bởi vì là những cái môi trường ở đó họ như thế nào, cái chất lượng của họ ra sao, để giúp cho chúng ta có những cái mà khi chúng ta làm được cái về về cơ bản định vị bản thân mình xong rồi, mình biết được dạng năng lực xong rồi, nhưng mình phải có một cái môi trường để giúp cho gì ạ, cho mỗi một cá nhân đó được phát triển theo cái đúng cái năng lực, cái nói cái khác là đúng cái sở trường, và được rèn luyện những cái mà về mặt hạn chế. Dạ vâng, xin chào tất cả các anh các chị, và các anh các chị có thể share like, rồi các anh các chị có thể là share cái video này ra, cái chương trình livestream này ra, để cho gì ạ, để cho chúng ta có những cái rất nhiều người nhận được những giá trị. Xin chào anh Khải Trần, xin chào Linh Vũ. À, Linh Vũ nha, Linh Vũ mà có những người bạn ở Hạ Long ấy thì hãy chia sẻ đón nhận rất nhiều những quà tặng của trung tâm Anh ngữ Shelton của 8 nha. Vâng, xin chào các anh các chị. Thì cũng như là lần trước thì Hằng có thể là Hằng Hằng trước khi vào chương trình thì Hằng Hằng có những cái nhạc phẩm để tặng anh chị, nhưng mà ngày hôm nay thì bởi vì với cái không khí rất là vui, rất là láng nhiệt khi mà chúng ta vừa xem World Cup xong, thì chúng ta hãy làm gì ạ? Chúng ta hãy chia sẻ, và chúng ta hãy đón nhận với nhau những nụ cười tươi và những tình yêu thương với nhau. Xin chào chị Nguyễn Thị Huyền ạ. Dạ vâng, và chúng ta hãy hãy chia sẻ đi ạ. Hàng ngày chúng ta hãy chia sẻ. Xin chào Vũ Hà. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị. Hằng rất là mong muốn là các anh các chị hãy hãy gì ạ? Hãy hãy chia sẻ cái livestream này ra. Ô đây này, xin chào, đây chính là gì ạ? Đây chính là giám đốc trung tâm, chị có tên là Hiền Nguyễn, trung tâm Shelton, tức là trung tâm Anh ngữ đấy các anh các chị, ở cột 8 có số điện thoại, và để cho chúng ta có thể là liên hệ sau khi mà chúng ta đăng ký, chúng ta để số điện thoại trên livestream này của Thanh Hằng, thì các anh các chị cũng đã có những quà tặng vô cùng hấp dẫn rồi. Xin chào Thanh Trịnh. Em đang ở ở Hà Nội hay ở Sài Gòn vậy? Xin chào Long Phan. À, và bây giờ thì chúng ta cũng đã chia sẻ đến đến 18, 19 và đến 20 người rồi. Thì ngày hôm nay thì cái giá trị đầu tiên mà Hằng chia sẻ với tất cả các anh chị đó là con số 2 thứ nhất. Số 2 thứ nhất thì trong cuộc sống của chúng ta thì cái giá trị mà Hằng Hằng nhận được và qua trải nghiệm, và ngày hôm nay Hằng chia sẻ với các anh chị. À, xin chào anh Bùi Tuấn Sơn ạ. Xin chào anh Bùi Tuấn Sơn. Anh cũng là người người Hạ Long đấy ạ, và anh cũng sẽ chia sẻ với những bạn bè và tăng những bạn bè của anh vào. Thì ngày hôm nay trung tâm Shelton cột 8, trung tâm Anh ngữ đấy ạ, họ có rất nhiều những cái chương trình quà tặng mà vô cùng hấp dẫn.
để làm sao giúp cho bạn bè của chúng ta, cho chính con của chúng ta. À, anh Sơn cũng có hai hai bạn đúng không ạ? Hai bạn gái rất là xinh đẹp. Nếu như mà khi mà vấn đề đúng không ạ? Mạng có vấn đề một chút đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ chia sẻ với các anh các chị có những phụ huynh ấy, có những con từ mầm non tiểu học đến cấp 3, thì anh các chị có thể là có những cái chương trình học vô cùng tuyệt vời. Và bây giờ thì Hằng sẽ chia sẻ cái giá trị đầu tiên, là cái giá trị tức là số 2. Bởi vì cuộc sống con người ta đấy, chúng ta phải rất rõ, chúng ta phải hiểu rất rõ điều này để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Đó là gì? Đó là hai cái thứ mà chúng ta phải hiểu, và chúng ta xin chào Minh Trang ạ. Chúng ta phải hiểu rõ và chúng ta định vị được rõ bản thân chúng ta. Đó là cần và muốn. À, xin chào chị Băng Băng ạ. Xin chào anh Chu Quang Tiệp. Xin chào Ngọc Lưu Ly. Vâng ạ. Thì giọng em, giọng chị còn hay hơn. À, xin chào Hân Hân Triệu Phú nha. Dạ vâng ạ. À, tức là trong cuộc sống của chúng ta có hai thứ mà chúng ta không định vị rõ được chính bản thân của chúng ta hay con của chúng ta cũng vẫn thế, cũng vậy. Thì hai cái điều đó là Hằng muốn chia sẻ, đó là gì ạ? Đó là cái điều cần và điều muốn. Các anh các chị có đồng ý với Thanh Hằng một điều rằng cần khác muốn khác không ạ? Có đúng không nào? Cần khác muốn khác. Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, cái mà nếu như chúng ta cần thì nó hoàn toàn khác. Nhưng chúng ta muốn, muốn thì được cũng được mà không được cũng được. Có đúng không ạ? Nó ở một cái mức độ chung chung không cụ thể. Nhưng nếu như mà chúng ta đặt một cái tiêu chí đó là cần, thì cái mục tiêu của chúng ta nó mạnh mẽ hơn, nó gần gũi hơn và nó chi tiết hơn. Xin chào bạn Thiên Hương, xin chào Ngọc Lưu Ly. Ý ý chị Băng Băng vậy á, chị Băng Băng á, nhiều người yêu lắm đấy, bởi vì rất là xinh đẹp này còn giỏi nữa nha. Đó, đúng không ạ? Các anh các chị thấy có đúng một cái điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Mà đôi khi chúng ta cứ mơ hồ, và đôi khi chúng ta cảm thấy rằng nó còn loanh quanh trong cuộc sống này, bởi vì cái định vị của hai chữ cần và muốn của chúng ta chưa đủ. Nếu như chúng ta chỉ muốn không thôi thì chúng ta cảm thấy mọi sự nó đều mơ hồ, nó đều không rõ ràng, nó đều không có mục đích. Lâu quá rồi không được nghe chị nói. Ừ thì hôm nay nghe chị nói, và cũng mong muốn tất cả chúng ta hãy hãy chia sẻ cái livestream này ra, để làm sao mà khi mà Hằng chia sẻ những cái giá trị mà Hằng nhận được cho tất cả các anh các chị, bên cạnh đó còn còn có những cái chương trình quà tặng vô cùng tuyệt vời và đặc biệt ngày hôm nay các anh các chị nhá. Đó, và quay trở lại cái câu chuyện tức là cần và muốn ở đây nó là hai thứ mà chúng ta nếu như chúng ta không xác định được thì cuộc sống của chúng ta luôn luôn trong cái vòng luẩn quẩn, và chúng ta không đặt được mục tiêu của chúng ta rõ ràng. Thì cái điều mà ngày hôm nay Hằng muốn chia sẻ đấy ạ, chúng ta hãy đặt bất cứ một điều gì đó nó ở trạng thái cần. Cần thì chúng ta phải sao ạ? Chúng ta phải đạt được bằng mọi cách, bằng mọi giá. Đó là một cái mục tiêu, đó là những cái tiêu chí, đó là những cái mà nó cụ thể hóa. Hay nói cách khác, à, xin chào Quân Master nha. Xin chào anh Chu Quang Tiệp, xin chào dòng châu Á. Đó, thế thì khi chúng ta đặt một cái tiêu chí, cái nó cả cần, thì bao giờ cái mục tiêu của chúng ta cũng gì ạ? Cũng mạnh mẽ hơn, cũng quyết liệt hơn, và chúng ta rút ngắn được cái thời gian. Nhưng nếu như mà chúng ta muốn, muốn thì thực ra cái điều muốn nó vô cùng lắm, đúng không các anh các chị? Tôi muốn ôm cả đất, tôi muốn ôm cả trời. Đúng không? Thế nhưng mà cái cần ở đây thì nếu như chúng ta xin chào Quỳnh Như nè, Quỳnh Như xinh đẹp đúng không ạ? cảm ơn tất cả các anh các chị đã theo dõi cái livestream này, và Hằng rất là mong muốn các anh các chị sẽ chia sẻ cái share rồi là like các cái livestream này ra, để chúng ta có những cái quà tặng vô cùng bổ ích, và cũng chia sẻ đến cộng đồng giúp Hằng những cái điều mà Hằng nhận được giá trị từ bản thân, và Hằng cũng rất mong muốn là đón nhận từ các anh các chị những cái giá trị để làm sao giúp cho Hằng phát triển bản thân một cách tốt hơn, hoàn thiện bản thân tốt hơn, hạnh phúc hơn và giàu có hơn. Đúng không nào? Và chúng ta thấy một điều rất là rõ ràng đúng không ạ? Nếu như ngày hôm nay mà tôi cần sự gì ạ? Tôi cần sự chia sẻ của các anh chị, tôi cần sự yêu thương của các anh các chị, tôi cần tất cả những thứ sự ủng hộ của các anh các chị, thì các anh chị dẫn sẵn lòng. Nó giống như là một cái gì ạ? Cái luật hấp dẫn. Đúng không?
nó giống như là một cái luật hấp dẫn để giúp chúng ta, nếu cái điều mà chúng ta cần, nếu cái điều trong cuộc sống mà chúng ta cần thì nó có gì hút nhau. Như ngày hôm nay đúng không ạ? Chúng ta bản thân Hằng Hằng rất Thanh Hằng rất mong muốn, xin chào anh Quý Minh ạ. À, một con mưu của năm 75, sinh năm 75 cũng bằng Hằng đây. Xin chào anh Quý Minh ạ. Đấy, cũng Hằng cũng mong muốn rằng là đấy, cái điều mà chúng ta cần đúng không ạ? Cái điều mà chúng ta cần trong cuộc sống này thì chúng ta mục đích rất là rõ ràng, cụ thể, và cho chúng ta đẩy đẩy cái điều mà chúng ta cần đó xuống tiềm thức. Và cái mà nó giống như là một cái luật hấp dẫn, Hằng nhắc lại, nó giống như một cái luật hấp dẫn, là chúng ta thấy được cái sự gì ạ, gần gũi, chúng ta thấy được cái sự tương tác, chúng ta thấy được những cái sự hiện hữu để có cạnh, có bên nhau. Đấy là cái chúng ta cần. Và nó giống như là một câu chuyện để Hằng chia sẻ. À, xin chào chị Nguyễn Nhật Lai ạ, xin chào Linh Sô-cô-la, xin chào Bình Phạm Đức, xin chào anh Nguyễn Mùi ạ. Con thi đỗ vào trường rồi, rất là vui đúng không ạ? Đó, trong cuộc sống của chúng ta là như thế. Và chính cái điều ngày hôm nay Hằng cần đó là sự động viên, sự khích lệ, sự chia sẻ của tất cả các anh các chị, để giúp cho Hằng hoàn thiện và phát triển bản thân hơn. Thì cái mà Hằng cần đó là gì? Hằng muốn biết các Hằng cần các anh các chị muốn biết đến gì ạ? Đến Thanh Hằng, biết đến gì ạ? Biết đến công ty cổ phần giáo dục Thắp Sáng Trí Tuệ Việt của Thanh Hằng. Thì Hằng sẽ đưa dẫn những cái chương trình, những cái giá trị live stream như thế này để các anh chị biết đến Thanh Hằng, đúng không ạ? Nhưng nếu như Thanh Hằng, nếu chúng ta cần thì chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ hành động. Xin chào Hoài Thương, xin chào chị Hường này, xin chào Thẩm Mỹ Thanh Tâm, xin chào Ngọc Lê. Đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta cần ấy thì chúng ta sẽ gì, sẽ có tìm ra phương pháp. Nhưng nếu như chúng ta chỉ muốn không thôi. Nếu chúng ta muốn không thôi thì điều gì xảy ra? Nếu chúng ta muốn không thôi thì chúng ta sẽ không hành động. Và cái động lực để cho chúng ta hành động đấy nó vô cùng là thấp, đúng không nào? Đó. Thanh Hằng mặc dù là họng thì vẫn là có vấn đề đấy. Nhưng vì cần sự tương tác, cần tình yêu thương, cần sự mong muốn, cần sự kết nối của các anh các chị, nên Thanh Hằng vẫn làm, đúng không ạ? Nếu như như các anh các chị ủng hộ Thanh Hằng thì hãy gì ạ? Hãy chia sẻ, hãy thả tim cho Hằng đi, để làm một cái động lực rất là mạnh mẽ để Hằng chia sẻ với các anh các chị. Xin chào anh Hùng Trương Văn Hùng ạ. Xin chào Phước Nguyễn. Và nói tóm lại cái số 2 đầu tiên của cái nội dung của Thanh Hằng chia sẻ ngày hôm nay đó là gì ạ? Nếu như chúng ta cần thì đó chúng là chúng ta có mục tiêu, chúng ta có mục đích, chúng ta sẽ tìm ra phương pháp. Xin chào Xinh Xinh ạ. Đúng không ạ? Và chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta có những cái phương pháp để chúng ta đạt được đến cái mục đích mà chúng ta cần. Nhưng nếu như chúng ta chỉ muốn không thôi, chúng ta chỉ muốn không thôi thì cái mức độ hành động, cái mức độ cụ thể hóa vấn đề nó thường là gì ạ? Nó vô cùng là thấp. Bởi vì nếu như chúng ta cần thì chúng ta có giải pháp, nhưng chúng ta muốn thì nó là xa vời, được cũng được mà không được thì cũng chẳng sao. Nên chính vì như thế nên Thanh Hằng mong muốn một điều. À, xin chào Tĩnh Hà Lan, xin chào anh Lô ạ. Đúng không ạ? Nếu như chúng ta muốn thôi ấy thì tất cả mọi thứ nó đều xa của chúng ta. Nên là trong cuộc sống này Hằng mong muốn tất cả các mục tiêu, từ mục tiêu về nuôi dạy con cái, từ cái mục tiêu là chúng ta làm kinh tế, từ cái mục tiêu là chúng ta sống để cuộc sống có hạnh phúc hơn, thì chúng ta hãy đặt vào đó là sự cần, chứ đừng bao giờ là muốn. Các anh các chị có đồng ý không? Nếu các anh các chị đồng ý, các chị hãy yes để cho Hằng biết được rằng là các anh các chị đang tương tác. Xin chào anh Chính Hero ạ. Xin chào chị Nguyễn Thanh Thúy, xin chào Hải Sơn. Đó, thì các anh các chị thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn là chúng ta phải tạo ra bất cứ một cái mục tiêu sống nào của chúng ta, đó phải là chữ cần. Nên là có nhiều các câu nói rất là hay của các nhà thiên tài hay nhà văn, họ cũng đã nói rồi. Đấy.
nếu như cần có một ngày để sống, đúng không ạ? Nên chính vì như thế chúng ta cần, nếu như chúng ta chỉ có một ngày để chúng ta sống thôi thì chúng ta hành động, chúng ta làm việc hoàn toàn khác. Nhưng nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta còn rất nhiều thời gian, chúng ta còn rất 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 sức khỏe, chúng ta còn rất nhiều, chúng ta còn rất nhiều thời gian thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ bị trì trệ, hay nói cách khác là chúng ta không có hoạch định trong cuộc sống này. Nên là chính vì như thế, các anh các chị hãy gì ạ? Hãy xác định mục tiêu của chúng ta là gì ạ? Là cần, các anh chị nhé. Đó, cái số 2 đầu tiên của Hằng đó là cần và muốn. Và cái thông điệp Hằng muốn chia sẻ với các anh các chị đó là cần chứ đừng muốn. Đó. Và sau cái phần này nhá, thì Hằng có một chương trình vô cùng hấp dẫn, của trung tâm Anh ngữ Sentence cột 8. Các anh các chị chỉ cần để lại số điện thoại thôi, các anh các chị đã được nhận một bộ thẻ học miễn phí trị giá 365.000 đồng. 365.000 đồng cho một năm để gì ạ? Để con của chúng ta được gì ạ? Được đọc, được học. Ngoài cái việc mà đọc, học các cái kỹ năng ở về về Anh ngữ ra, chúng ta còn là con của chúng ta còn được gì ạ? Còn được mượn sách về nhà, cả những cái sách, có những cái bộ sách ấy, có những cái chương trình học nâng cao của các khối, các cấp đó. Và đặc biệt nữa là các anh các chị còn được được gì ạ? Được nhận những cái chương trình sách có nghĩa là giá trị về cuộc sống, tức là về tư duy, về giá trị sống. Các anh các chị chỉ cần để lại số điện thoại thôi là trung tâm sẽ gì ạ? Sẽ gọi đến cho các anh các chị, và các anh các chị đã được tặng ngay một bộ thẻ đọc trong vòng một năm, các anh các chị nhá. Đó, trong vòng một năm đấy ạ, là các anh chị đã được 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 nhận cái quà tặng như vậy rồi. Xin chào anh Phái Vũ ạ. Chúng ta hãy gì? Chúng ta hãy chia sẻ, chúng ta hãy like và chúng ta hãy chia sẻ đi ạ. Và chúng ta lưu ý là chúng ta để lại số điện thoại ạ. Để lại số điện thoại. Để lại số điện thoại thì trung tâm sẽ tặng cho các anh các chị ạ. Tặng cho các anh các chị một cái thẻ, một cái bộ thẻ để chúng ta cho học sinh, hay nói cách khác là cho con của chúng ta đến những cái chương trình như thế ạ. Dạ vâng, xin chào anh Tuyến ạ. Xin chào chị Trần Chuyện. Xin chào Trần Chuyên ạ. Em cũng xinh mà. Đó. Thế anh các chị hãy like ạ. Like rồi các anh chị hãy chia sẻ ra. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như các anh các chị, nếu như các anh các chị mà có bạn bè ở Quảng Ninh, nếu như các anh các chị có bạn bè ở Quảng Ninh và đặc biệt là ở Hạ Long nữa, thì các anh các chị có thể để lại số điện thoại của người thân hay bạn bè của mình cũng đã được cũng đã được tặng bộ thẻ đọc đó rồi ạ. Các anh chị hãy 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 like và chia sẻ giúp Hằng với ạ. Chia sẻ like và chia sẻ giúp Hằng cái chương trình quà tặng này ạ. Nó vô cùng ý nghĩa. Đấy, ngoài cái giá trị mà Hằng chia sẻ với các anh chị, đó là trong cuộc sống này chúng ta hãy bất cứ một điều gì chúng ta hãy cần đặt ở cái trạng thái là cần chứ đừng bao giờ là muốn, thì chúng ta lại còn được gì ạ? Chúng ta còn được tặng một bộ thẻ đọc, tặng một bộ thẻ đọc của trung tâm Anh ngữ Seton. Thế còn bên cạnh đó, khi đến đấy thì các anh các chị cũng được gì ạ? Được demo xin chắc vân tay, demo xin chắc vân tay miễn phí. Đương nhiên rồi, các anh các chị để lại số điện thoại và các anh chị đã được gì ạ? Sẽ được đăng ký. Dạ vâng, một người đã để số điện thoại rồi ạ. Xin chào anh, xin cảm ơn anh Văn Hùng Nguyễn. Xin chào Trần Hương Lan. Đấy, chúng ta khi mà chúng ta có ạ, khi mà chúng ta có con nhỏ. À, Linh Vũ cũng để lại số điện thoại rồi đấy. Các anh các chị để lại số điện thoại thì các anh các chị sẽ gì ạ? Sẽ được nhận cái món quà tặng đó. Chính là Thanh Hằng nhắc lại này, chính là bộ thẻ đọc của trung tâm Anh ngữ Sentence cột 8 do chị Hiền Nguyễn ấy, làm giám đốc trung tâm ở đó, thì các anh chị sẽ được tặng chương trình, tức là bộ thẻ đọc đó trị giá lên đến 365.000 trong vòng một năm. Các anh chị nhớ nhé, hãy gì hãy để lại, số điện thoại. Hoa Trần Chuyên ở Quảng Ninh à? Rồi, em ở Quảng Ninh em cứ để lại số điện thoại thì em cũng sẽ gì ạ? Em cũng sẽ được tặng cái chương trình mà bộ thẻ đó. À, xin chào cô Vương Thị Quý ạ. Xin chào cô.
Em cũng là học sinh của Hoàng Quốc Việt. Em học khóa 9293 các cô ạ. Em ra trường khóa 9293. Dạ. Đấy nhá, tất cả các anh chị ạ. Khi mà Hằng chia sẻ hai cái giá trị đó là trong cuộc sống của chúng ta phải ở luôn luôn đặt cái mục tiêu, trạng thái của chúng ta là cần chứ đừng bao giờ là để muốn. Bởi vì cần chúng ta mới gì ạ? Chúng ta mới tiến gần cái mục đích, cái mục tiêu và chúng ta sẽ tìm ra phương pháp. Còn nếu chúng ta đều ở trạng thái muốn thì ì trệ và chúng ta không có gì ạ? Không tìm được ra phương pháp đâu. Cái đấy là cái mà thực sự là Hằng đã trải nghiệm qua cuộc sống này rồi. À, xin chào chị Minh Nguyễn ạ. Xin chào chị Minh Nguyễn ạ, chị khỏe không ạ? Vâng, nếu như mà chị có bạn ở Quảng Ninh ạ thì chị cũng để lại số điện thoại của bạn chị thì sẽ được tặng bộ sách ạ. Xin lỗi ạ, sẽ được tặng bộ thẻ đọc ấy ạ, trong vòng 1 năm trị giá 365 ngàn. Ngày hôm nay thấy Ngọc Lê ở Quảng ở, ở Hạ Long hả? Đó, bạn hãy để lại số điện thoại và bạn hãy tag những bạn bè của bạn của Ngọc Lê vào để có thể là đã chắc chắn đấy. Những cái bạn bè của bạn đó, bạn sẽ được nhận cái bộ thẻ đọc đó cho con rất là giá trị và bổ ích. Thanh Hằng khẳng định điều đó và khi các bạn chỉ để lại số điện thoại thôi thì trung tâm Anh ngữ đã làm gì ạ? Đã gọi để tặng cho các bạn rồi. Thực ra là cái về dịch vụ từ về phía công ty cổ phần giáo dục thắp sáng trí tuệ Việt và tất cả các cái đơn vị, cái văn phòng đại diện của công ty của cổ phần thắp sáng trí tuệ Việt do Thanh Hằng là cái người mà chịu trách nhiệm đấy về về mặt pháp lý cũng như là tất cả về các cái sản phẩm đó thì những cái đơn vị đó hoặc là những cái trung tâm mà Thanh Hằng gì ạ mà Thanh Hằng kết nối hay hợp tác thì đúng mà nói rằng là cái sự phục vụ trên cả sự mong đợi. Các chị cứ yên tâm là như thế. Hãy để lại số điện thoại. Xin chào Châu Trần. Xin chào Trần Trần Chuyên đi. Đó. Các bạn hãy ở ở Quảng Ninh thì các bạn hãy gì ạ? Hãy hãy chia sẻ bạn bè của mình đi. Hãy chia sẻ và tag bạn bè của mình vào để nhận được những món quà vô cùng ý nghĩa và bổ ích. Đó. Thì chị Hiền Nguyễn giám đốc trung tâm giám đốc trung tâm Anh ngữ Shelton thì chị lại để mong muốn ấy để các bạn gì ạ? Các bạn để lại số điện thoại thôi là các bạn đã có được cái chương trình quà tặng rồi. Thực ra thì Hằng cũng xin chia sẻ một chút về 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 trung tâm Anh ngữ Shelton. Thực ra là khi mà Hằng đến thì Hằng thấy được là cái thứ nhất là về cái quy mô vô cùng chuyên nghiệp. Đó, cái quy mô, cái sự tổ chức và đặc biệt là Hằng có tham dự Hằng có tham dự và có một cái nữa đó là cái trải nghiệm của con của trưởng văn phòng đại diện của mình ở dưới đó thì thấy rằng là cái chất lượng ở trung tâm vô cùng tuyệt vời và đặc biệt là cái sự mà cái ở đây là Hằng không nghe giáo viên nhá, Hằng không nghe giáo viên mà Hằng không nghe giám đốc trung tâm đâu ạ, mà Hằng nghe đây là Thanh Hằng nghe chia sẻ từ đâu ạ, từ những người phụ huynh đó thì họ 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 thấy được rằng họ chia sẻ cho Hằng là thứ nhất là trung tâm có trách nhiệm và trung trung tâm rất là đôi có những trường hợp trung tâm còn cam kết đầu ra cho các chị khi mà các anh chị thực sự tin tưởng vào trung tâm sự huấn luyện và giáo dục. Bởi vì tại sao và tại sao họ lại có những cam kết như vậy thì một lát nữa thôi Hằng sẽ chia sẻ với các anh chị bởi vì tất cả nó đều có lý do. Xin chào chị Thúy Vũ ạ, xin chào Kiên Lưu Quang, xin chào anh Cao Thanh Tuấn, xin chào thì anh Tuyến ạ, anh ở Quỳ Hợp hả? Anh ở Quỳ Hợp thì đương nhiên rồi, anh cũng sẽ có rất nhiều những cái mà có thể những cái thông tin sau này em sẽ đưa những cái thông tin về có thể là chúng ta về online chúng ta cũng sẽ đọc chúng ta học được, đúng không ạ? Nào, các chị hãy hãy gì ạ? Châu Văn, đó. Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại thôi, các bạn cũng đã có gì ạ? Có các chương trình quà tặng rất là hot như thế rồi đúng không nào? Và cái Hằng muốn là Hằng Hằng cần ở cạnh các chị đó là sự chia sẻ và tang tất cả các bạn bè của mình để được nhận những quà tặng đó. Hằng cần các anh chị làm điều đó, đúng không ạ? Không phải là muốn nữa đâu ạ, mà Hằng rất cần và rất cầu thị các anh các chị làm điều đó.
để giúp cho Thanh Hằng, giúp cho công ty của Thanh Hằng, giúp cho gì ạ, giúp cho những đối tác của Thanh Hằng có sức lan tỏa đến cái giá trị cộng đồng một cách mạnh mẽ hơn, và đặc biệt để giúp cho Thanh Hằng phát triển bản thân, giúp cho Thanh Hằng đàn cái nguồn động động viên rất là mạnh để cho Thanh Hằng phát triển hơn nữa, đem lại giá trị cho cộng đồng nhiều hơn. Rồi, ha, Châu Trần ở Huế hả? Ở Huế em cũng để lại số điện thoại đi, rồi chị cũng sẽ có những cái chương trình ấy, có thể là tặng qua online để cho chúng ta có thể là tương tác được với nhau và học được mà nhá. Và chúng ta hãy khép lại cái phần số 2 đầu tiên của Thanh Hằng đúng không nào? Rồi, chúng ta hãy để lại số điện thoại. Các bạn cứ để lại số điện thoại thôi, cũng các bạn cũng đã có gì ạ? Có đã nhận được quà tặng rồi. Và chúng ta khép lại cái số 2 đầu tiên của Hằng, đó là gì? Đó là cần và muốn. Và Thanh Hằng chỉ muốn gửi đến chỉ cần thông gửi chỉ muốn một điều rằng là gửi thông điệp đến tất cả các anh ấy chị, đó là trong cuộc sống này tất cả mọi điều chúng ta hãy đặt chúng ta ở trạng thái là cần để chúng ta hoàn thành, và chúng ta gì ạ, có một nguồn động lực cũng như là năng lượng mạnh để chúng ta hoàn thành. À, xin chào cửa Phật Tử Bi. À, cửa Phật Tử Bi là ở ở Đông Triều Mạo Khê rồi nha. Nếu như mà có bạn ở Hạ Long, hãy tang cái số điện thoại của bạn mình vào cũng sẽ được nhận quà tặng nha. Đó, đúng rồi mà. Các bạn cũng có thể là các bạn có những cái chương trình ấy, có những cái chương trình giao tiếp, tiếng Anh giao tiếp các bạn cũng có thể đi học được mà. Bởi vì ngoại ngữ bây giờ nó là một cái môn mà vô cùng cần để cho mỗi bất cứ một cá nhân của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng đi học học một cái điều đấy là một cái rất là tốt. Và Hằng khép lại nhá, gửi cái thông điệp thứ nhất cho cuộc sống của chúng ta, đó là tất cả mọi công việc, tất cả mọi mục tiêu sống của chúng ta đều phải để trạng thái là cần nha. Và cái số 3 mà trong cái nội dung ngày hôm nay Hằng chia sẻ, đó là gì? Các cái công đoạn cần trong cuộc sống của chúng ta, tức là cái con đường để giúp cho chúng ta hạnh phúc và thành công, nó gồm ba cái giai đoạn, các anh các chị, nó gồm ba giai đoạn, thì chúng ta cùng nhau phân tích và tìm hiểu đó những là những giai đoạn như thế nào. Các anh các chị nhé, các anh các chị hãy 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 hàng cần các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra, để các anh các chị ngoài những giá trị mà chia sẻ, các anh các chị còn gì ạ, còn có được quà tặng đấy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả các anh các chị. Đúng rồi, hôm nay thì thực ra em vẫn còn ốm mà anh Phái, em cũng chưa chưa hết đâu, nhưng vì cái gì ạ, vì cái sự yêu mến, vì những cái mà em cần trong cuộc sống này, thì em cũng sẵn sàng là mình có mệt hay có ốm một chút thôi, nhưng mà các anh các chị cứ like chia sẻ ra là Thanh Hằng cũng rất là vui rồi. À, đương nhiên rồi, cũng chuẩn bị về Mạo Khê đấy. Đúng rồi, chúng ta lại đương nhiên rồi, ở Hạ Long rồi rồi sẽ có Mạo Khê, và chúng ta đã bắt đầu đi vào cái nội dung của cái số 3 nhé. À, trong quá trình mà Hằng chia sẻ những cái giá trị của Hằng, thì bên cạnh đó các anh các chị vẫn để lại số điện thoại, thì các anh các chị vẫn có quà tặng, các anh các chị nhớ điều này nha. Vâng ạ. Xin chào Tú Anh. Ừ. Xin chào Đào Đào Thu Hằng. Và ngày hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục đi vào cái nội dung thứ hai, nhưng nó có ba số. À, cái thứ nhất là gì? Trong cuộc sống này có đúng là các anh các chị cần phải định vị bản thân mình không? Để có cuộc sống hạnh phúc và thành công, hay nói cách khác là để chúng ta làm bất cứ một việc gì đó, chúng ta phải biết được. Điều đầu tiên là chúng ta phải biết để chúng ta định vị bản thân mình. Nếu như bạn làm việc bằng sở trường, tức là bạn đã gì ạ? Bạn đã định vị bản thân mình tốt, và cái con đường thành công của bạn chỉ là gì ạ? 1/3 thời gian cuộc đời thôi nha. Chúng ta nói với nhau một cái điều rất là rõ ràng như thế này đấy, chính chính xác là như thế. Nếu như chúng ta định vị được bản thân của chúng ta, thì có nghĩa là chúng ta đang làm việc bằng những sở trường của chúng ta, thì chúng ta sẽ rút ngắn được 1/3 thời gian của cuộc đời của chúng ta trong quá trình sống của chúng ta.
Có đúng không anh chị? Bao nhiêu trong số các anh các chị ạ? Bao nhiêu trong số các anh các chị đã đang làm được, làm việc đúng với sở trường của mình, làm việc đúng với đam mê của mình? Đó, thế thì chúng ta cần phải định vị rõ ràng của chúng ta, bản thân của chúng ta là gì? Chúng ta có những dạng năng lực gì? Chúng ta có những dạng năng lực gì? Và những hạn chế của chúng ta ra sao? Nếu như những chúng ta có những năng lực hay có những có tố chất thì chúng ta hãy chọn đúng những cái tố chất và năng lực của chúng ta, thì nó sẽ gần đến cái sự đam mê. Có đúng không anh chị? Nhưng nếu như chúng ta làm những cái việc nó không đúng sở trường, giả sử Thanh Hằng ví dụ như thế này thôi, Thanh Hằng không có những cái dạng năng lực là thể thao, mà bắt Thanh Hằng làm việc trong lĩnh vực thể thao thì chắc chắn sẽ chúng ta sẽ không có sự thành công ở đó. Có đúng không anh chị? Và nếu như ngay kể cả trong cái việc trong cuộc sống cũng vậy thôi, nếu như mà Thanh Hằng không có cái ngôn ngữ yêu thương là phụng sự, tức là gì, chăm lo đến gia đình, hoặc là thích nấu những bữa ăn mà bắt Thanh Hằng làm điều đó, thì điều gì xảy ra? Đương nhiên làm thì vẫn là làm, nhưng nó chỉ là cái gì ạ? Cái áp đặt và cái người ta gọi rằng là giúp cho người khác ức chế. Nhưng nếu như Thanh Hằng có một cái ngôn ngữ yêu thương là sự phục sự, tức là chăm sóc, thì có phải là cái điều đấy là cái mà nó là sở trường của Hằng rồi mà. Đó, thì tất cả mọi thứ thì Hằng làm cho những người xung quanh vui, happy, nhưng bản thân Thanh Hằng cũng rất là happy. Đúng không ạ? Đó, cái đó là cái mà chúng ta thấy Ngọc Lê rất 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 là nhiều bạn ở Hạ Long đúng không ạ? Rất nhiều bạn ở Hạ Long để nên là Ngọc Lê đã để lại số điện thoại để cho bạn mình được nhận những món quà đúng không ạ? Thì chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này và để chúng ta để lại số điện thoại thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ được nhận quà. Và chúng ta là gì? Khi mà chúng ta nhận ra được cái hạn chế của chúng ta đấy ạ, tức là những cái điểm yếu của chúng ta, thì chúng ta đã thắng 50% rồi. Có đúng không anh chị? Nếu như không phải là dạng năng lực của chúng ta mà nó là điểm hạn chế của chúng ta, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta tránh, chúng ta không làm, đúng không? Chúng ta không làm những cái việc mà nó không phải dạng năng lực đó. Thế thì có đúng rằng là điều đầu tiên là các anh các chị phải gì ạ? Phải định vị được bản thân mình. Thế thì thực ra đã ai là người đã thực sự được định vị được bản thân mình và đã có công cụ gì chưa? Đó. Cái mục đích của mình ấy, cái mục đích của Hằng á hả, là nói những cái giá trị Hằng cảm nhận để cho các anh các chị thấy được rằng trong cuộc sống của mình chúng ta cần làm những việc để rút ngắn cái khoảng thời gian để có cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn. Còn đương nhiên rồi, bạn có thể là bạn là cái người đã xem Thanh Hằng thì Thanh Hằng đã là cảm ơn rồi. Còn bạn hiểu hay là bạn nghĩ như thế nào thì đấy là cái việc của bạn thôi. Còn Thanh Hằng cũng đã cảm ơn cái sự mà xem cái chia sẻ của bạn với Thanh Hằng rồi. Anh Nguyễn, bạn Nguyễn Văn Hùng ạ, hay Nguyễn Văn Hưng gì đấy nhá, xin rất là cảm ơn rồi. Đấy, thì chúng ta muốn định vị bản thân của chúng ta thì chúng ta đã thấy được rằng ngay cái công cụ, chúng ta đã có công cụ gì chưa. Và chính vì Thanh Hằng hiểu rất rõ là chúng ta cần phải định vị được bản thân, nên chính vì như thế nên Thanh Hằng có một cái sản phẩm, hay nói cách khác là có một cái công cụ, đó chính là sinh trắc học số vân tay, để giúp cho mỗi một cá nhân của chúng ta làm gì ạ? Định vị được bản thân mình. Đó, định vị được bản thân mình. Bởi vì sao? Để biết được những dạng năng lực gì. Đó, nó nhờ vào đâu? Bởi vì nó là một ngành khoa học, nó dựa vào hai, nó là một ngành khoa học thì nó phân tích được chỉ số của hai bán cầu não trái và phải, phân tích được gì ạ? Năm thủy não. Đó, và còn phân tích rất nhiều những cái thuật toán khác về não bộ của chúng ta. Hay nói cách khác, đó chính là một ngành giải phẫu não bộ. Và chính vì giải phẫu não bộ được, nên với chúng ta biết rất rõ được, định vị được bản thân của chúng ta có những dạng năng lực như thế nào. Có đúng không ạ? Đó,
Còn từ xưa đến nay thì chúng ta đang gì ạ? Đang sống theo cái nhìn nhận. Thực ra mà nói ngay kể cả bản thân Thanh Hằng hay nói cách khác là bản thân các anh các chị, con của chúng ta cũng thế. Chúng ta phải hiểu được rất rõ nó có những dạng con, chúng ta có những dạng năng lực gì. Và trung tâm Anh ngữ Shelton cột 8 đó, họ cũng đã gì ạ? Họ cũng đã sử dụng sinh trắc học dấu vân tay để giúp cho tất cả các trẻ, để cùng với gì ạ? Cùng với phụ huynh, cùng với trung tâm biết được đâu là dạng năng lực của học sinh, để giúp cho gì ạ? Giúp cho bố mẹ, giúp cho phụ huynh đó, để họ làm gì? Họ có những cái định hướng tốt nhất cho con họ. Đây chính là một công cụ vô cùng hữu hiệu. Và các nhà khoa học ấy thì họ đã chứng minh được từ rất lâu rồi. Vào năm 1992 96 ạ, xin lỗi 96, thì giáo sư Harold Kumin đã là ngành cha đẻ của ngành sinh trắc học dấu vân tay rồi các anh các chị ạ. Nên cái quan trọng là về Việt Nam nó còn rất là sớm, nên là chúng ta chưa biết và chúng ta chưa hiểu hết rõ về nó mà thôi. Và tôi cũng rất là vui là khi trung tâm Anh ngữ Shelton cột 8, họ đã gì ạ? Họ đã họ giám đốc trung tâm ấy đã ứng dụng cái ngành khoa học này vào để xác định được những cái dạng năng lực, xác định được những cái sở trường, xác định được những cái ưu thế, những cái hạn chế để làm sao để giáo dục một cách tốt hơn. Có đúng không anh chị? Để giáo dục một cách tốt hơn và để hoàn thiện về con người hơn. Đấy là cái mục đích để làm sinh trắc học dấu vân tay. Đó chính là cái bản đồ. Chúng tôi vẫn gọi đấy là chính là tấm bản đồ của cuộc đời. Và chỉ có tấm bản đồ với giúp được cho chúng ta định vị được bản thân của chúng ta mà thôi. Đó. Có đúng là khi mà chúng ta định vị được, chúng ta hiểu được bản thân của chúng ta, khi chúng ta hiểu được những người xung quanh của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lên và hạnh phúc và thành công hơn rất nhiều. Đúng rồi. Muốn nghe cũng giống như bạn cũng có thể giống như là Thanh Hằng. Đến trung tâm thì nghe những phụ huynh nói chứ cũng không nghe giáo viên và cũng không nghe giám đốc trung tâm nói. Thì cũng như ngày hôm nay thôi, các bạn có thể ngày hôm nay các bạn xem, các bạn có thể tin hay không tin, nhưng cái giá trị Hằng đem lại đó là giá trị thật. Và Hằng đã trải nghiệm hàng ngàn khách hàng đó. Và còn có rất nhiều người nói rằng là ý là giống như là làm sinh trắc học dấu vân tay là giống như là xem bói cơ. Nhưng mà Hằng cũng không sao cả, bởi vì khi mỗi một người chưa hiểu thì Hằng có sứ mệnh là giúp người đó hiểu, đúng không nào? Đó, thế cái điều đầu tiên là chúng ta cần về gì ạ? Phải định vị bản thân, biết là chúng ta cần có những dạng năng lực gì và biết chúng ta có những hạn chế gì. Và Hằng cũng xin nhắc tất cả các anh chị ở đây, một tấm bản đồ về sinh trắc học dấu vân tay nó quyết định được gì ạ? Bởi vì nó là khám phá khả năng tiềm ẩn của não bộ và nó quyết định được 30% sự thành công và hạnh phúc. Còn lại là bao nhiêu ạ? 70% còn lại nó là phụ thuộc vào yếu tố của môi trường. Các anh các chị nha. Đó, nên là chúng ta phải hiểu rõ được vấn đề. Và chính vì cái yếu tố môi trường nó quyết định cũng là 70%. Nên chúng ta khi chúng ta định vị được rồi thì chúng ta cần phải có một môi trường sống tốt, đúng không nào? Thế nên là có một câu nói rất hay là bạn nhận ra điểm yếu của bạn, tức là bạn đã thắng 50% rồi. Đó, cái câu chuyện mà Hằng muốn chia sẻ với đây với các bạn đó là như vậy. Xin chào Linh Nga, xin chào chị Phạm Phương, xin chào Vũ Bình Minh. Đó, rất là mong muốn tất cả các anh chị sẽ chia sẻ những livestream này, bởi vì xin chào Vi Nhung mặc dù là rất xa. Xin chào Nguyễn Ly. Đó, Bắc Trung Nam chúng ta kết nối với nhau rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Xin chào Dương Văn Trưởng ở Bắc Giang. Đó, cái giá trị mà Hằng muốn chia sẻ đấy, một trong cái số 3 thứ hai đó là như vậy, đó là chúng ta phải định vị được bản thân của chúng ta thì chúng ta mới thấu hiểu được chính bản thân và hiểu được những người xung quanh, đúng không ạ? Chúng ta phải định vị được bản thân. Xin chào Vinh Nhung. Và cái thứ hai, khi chúng ta mà đã định vị được bản thân rồi, công cụ của chúng ta là gì? Là sinh trắc học dấu vân tay. Đó là một công cụ khoa học rồi. Các anh các chị không còn phải bàn cãi nhiều, các anh chị có làm hay không thôi.
chứ đây nó là một bộ môn khoa học rồi. Chào Yến Ly nhá. Đó. Chào Linh nghe. Đó là một công cụ khoa học rồi. Các anh có chị làm hay chưa làm, đấy là việc của các anh chị. Tin hay không, đó là việc của anh chị. Nhưng đây đó là một môn khoa học giải phẫu não bộ, là các ngành ngành khoa học rồi, và đặc biệt là giúp cho chúng ta có một tấm bản đồ cuộc đời. Đấy. Cái quan trọng là giúp được chúng ta có một cái tấm bản đồ cuộc đời để chúng ta biết đâu là những dạng năng lực của chúng ta. Sau khi chúng ta định vị được bản thân xong rồi. Xin chào Hải Hải Long ạ. Xin chào bố Đông nha. Đó, khi chúng ta định vị được bản thân của chúng ta rồi thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải biết thiết lập và ấn định mục tiêu. Có đúng không các anh chị? Đó, thiết lập là gì? Thiết lập cái mục tiêu nó có thuộc phạm trù và năng lực của mình hay không. Nếu như nó không phụ thuộc vào, nó không thuộc thuộc về cái dạng năng lực của mình, thì tốt nhất là chúng ta cũng đừng quá gì ạ? Chúng ta đừng quá ép mình, hay nói cách khác, đừng quá ép con mình. Bởi vì nếu như mà làm đúng với đam mê, đúng không ạ? Ô bố Đông bảo bảo mất hết công cụ rồi cô giáo ơi hả? Đấy là do bố nha. Khi mà chúng ta có một cái công cụ đó là định vị cuộc đời bản thân mình xong, thì chúng ta phải thiết lập ra thì những cái gì nó thuộc về năng lực, về sở trường của mình thì chúng ta hãy phát huy. Và chúng ta sẽ gì ạ? Cái cuốn sinh trắc đấy nó vô cùng chi tiết. Nó định hướng được gì ạ? Ngoài biết tính cách của chúng ta rồi thì nó còn định hướng được nghề nghiệp để phù hợp theo đúng với con người của chúng ta. Thế thì chúng ta dựa vào đó. Chúng ta dựa vào đó làm một cái kim chỉ nam để giúp cho chúng ta thiết lập mục tiêu. Đấy, chúng ta thiết lập mục tiêu xong rồi. Nó những cái gì đấy nó đúng vào với bản thân của chúng ta hoặc nó đúng với con của chúng ta. Chứ chúng ta đừng quá áp đặt. Đúng không nào? Cha mẹ của chúng ta ấy, cha mẹ hay là bản thân chúng ta, hoặc là những anh chị, những bậc phụ huynh mà có con cũng vậy thôi. Đó. Đôi khi chúng ta thường gì ạ? Dùng cái mong muốn, cái sở thích của mình để áp đặt cho con. Cái điều đấy là chúng ta đang sai đấy các anh các chị ạ. Đó. Và nếu như mà chúng ta làm điều đấy với chúng ta chỉ đưa ra một cái với bản thân của chúng ta rất đơn giản là như thế này thôi ạ. Nếu bắt chúng ta ăn những thứ không ngon, nếu bắt chúng ta ăn những cái thứ mà chúng ta không muốn, đó là cái điều mà đã không chúng ta cũng không làm cho chúng ta vui rồi, đúng không ạ? Và lại bắt chúng ta làm những cái việc và chúng ta không muốn làm thì đó là cái gì ạ? Đó là những cái mà nó không phải ở dạng năng lực của chúng ta. Dạ, xin chào chị Đỗ Thị Thúy ạ. Xin chào Minh Tâm ạ. Một nữ tướng của miền Trung. Trưởng văn phòng đại diện của miền Trung ạ. Wow, sếp em lúc nào trả sinh. Đó. Thế thì khi mà chúng ta có một cái tấm bản đồ cuộc đời đó thì chúng ta cần phải thiết lập mục tiêu ở đây. Thì chúng ta cần phải gì ạ? Rõ ràng, cụ thể và chi tiết. Bên cạnh đó, nó còn phải đúng với dạng năng lực của chúng ta. Nó phải đúng với dạng năng lực của chúng ta. Và bên bên cạnh đó thì khi chúng ta đã biết được những dạng năng lực đó thì chúng ta phải đưa vào môi trường rèn luyện để làm sao giúp cho những dạng năng lực đó được phát huy một cách tối đa. Còn lại những cái hạn chế thì chúng ta phải phải rèn luyện. Đương nhiên sẽ có những phương pháp để cho các anh các chị hay bản thân con giúp cho con các anh các chị rèn luyện được những cái hạn chế đó để trở nên tốt hơn. Đúng ạ. Khi mà chúng ta thiết lập được mục tiêu xong rồi thì chúng ta phải ấn định mục tiêu. Ấn định mục tiêu có nghĩa là như thế nào các anh các chị? Thiết lập mục tiêu đó là chúng ta đang gì ạ? Chúng ta đang sử dụng ý thức của chúng ta để chúng ta xây dựng và thiết lập lên cái mục tiêu đó. Đó kể cả là cuộc đời của chúng ta, con đường hạnh phúc và thành công của chúng ta, nó đều có những bản thiết kế. Đều có những bản thiết kế. Khi chúng ta thiết kế lên rồi thì chúng ta phải ấn định nó vào đâu? Ấn định nó vào tiềm thức của chúng ta. Ấn định vào tiềm thức một cách rất là cụ thể, rõ ràng. Và đó là một cái mục tiêu sống của chúng ta để chúng ta phấn đấu
để chúng ta tìm ra giải pháp. Khi chúng ta mong, khi chúng ta đưa ra cái yếu tố cần, xong sau đó chúng ta lại ấn định vào mục tiêu và tiềm thức của chúng ta, thì nó như là một luật hấp dẫn ở cuộc đời. Nó lại gì ạ? Nó lại mang lại cho chúng ta đó, nó lại mang lại cho chúng ta những cơ hội, mang lại cho chúng ta những người bạn có thể giúp chúng ta hoàn thành cái mục tiêu đó. Thì bên cạnh chúng ta thiết lập xong rồi thì chúng ta cần phải gì ạ? Ấn định mục tiêu. Chúng ta ấn định mục tiêu thì chúng ta luôn luôn gì ạ? Chúng ta luôn luôn nghĩ về nó. Chúng ta luôn luôn tìm những phương pháp, luôn luôn tìm những gì ạ? Những giải pháp để giúp cho chúng ta hoàn thành cái mục tiêu đó. Và trung tâm Anh ngữ Stanton cũng chỉ mong muốn các anh các chị để lại số điện thoại là các anh các chị đã có gì ạ? Đã có bộ quà tặng rồi. Bộ quà tặng đó là thẻ đọc sách trị giá lên 365.000 nha. Đấy, nó rất là hữu ích, nó rất là bổ ích cho những anh chị có con, hay kể cả bản thân các anh các chị đến học đọc cùng con. Một cái điều vô cùng tuyệt vời, các anh các chị cũng có những cái quà tặng như vậy. Còn đối với Sinh Chắc Học Dấu Vân Tay thì các anh các chị đến các trung tâm, đến các văn phòng thì các anh các chị có được test demo miễn phí đó. Và Hằng cũng nhắc lại là nếu như test demo miễn phí đó cũng chỉ là nói đúng 1% thôi nha. Bởi vì cái đó là cái kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm của các chuyên viên tư vấn. Chứ còn nếu để mà biết rõ, có một tấm bản đồ cuộc đời, nó phải là gì ạ? Là một cái bản full. Là một cái bản full hơn 40 trang thì rất là rõ, phân tích rất là rõ, rất là cụ thể. Dạ, xin chào anh Đỗ Đình Thịnh. Thì chúng ta thấy được rất rõ đúng không? Trong cuộc sống của chúng ta, mà các cái công đoạn trong quá trình sống của chúng ta đấy, đó là cái giai đoạn, đúng không? Cái giai đoạn để chúng ta, cuộc sống của chúng ta thành công và hạnh phúc. Cái điều đầu tiên là chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải định vị được. Chúng ta phải định vị được bản thân chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải thiết lập mục tiêu, thiết lập và ấn định mục tiêu. Và cái mục tiêu của chúng ta cần phải rõ ràng, cụ thể. Đó. Có gì ạ? Mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung hạn và mục tiêu dài hạn. Nhưng xin thưa, tất cả các mục tiêu đó chúng ta cần phải biết rằng chúng ta, nó phải nằm trong gì ạ? Nó phải nằm trong các cái năng lực, sở trường và tố chất của chúng ta có. À, xin chào Nguyễn Thương nha. Vâng, xin chào anh Nguyễn Vượng. Đó, chúng ta phải làm sao ạ? Phải những cái mục tiêu đó thì nó phải nằm trong những cái gì ạ? Cái sở trường của chúng ta. Giả sử như một người mà không hề biết hát, không hề biết hát mà mục tiêu trở thành ca sĩ, có khó không anh chị? Đó là những cái thứ mà họ không có những cái dạng năng lực, hay nói cách khác họ không có cái sở trường là hát ấy, làm ca sĩ, mà họ lại mục tiêu của họ thì làm ca sĩ, thì lại vô cùng là một cái điều mà người ta gọi là thiếu tính thực tế, đúng không ạ? Xin chào Hoàng Nguyễn. Đó, thế nên là Thanh Hằng mới mong muốn được rằng là tất cả các anh các chị cần phải thấy được rằng là khi chúng ta định vị được bản thân của chúng ta xong rồi, chúng ta thiết lập và ấn định mục tiêu của chúng ta, thì tất cả những cái mục tiêu của chúng ta đó cũng phải nằm trong trong những dạng năng lực của chúng ta. Giả sử như là chúng ta thì cần con của chúng ta giỏi hoặc là học và chuyên toán, nhưng thực ra năng lực của bạn ấy học toán lại không tốt, điều đấy cũng không thể, không đúng không ạ? Đó, điều đấy cũng không thể làm bạn ấy có thể giỏi được môn toán. Đó. Xin chào Biển Mênh Mông ạ. Xin chào Nguyễn Thủy. Đó. Các anh các chị hãy giúp Hằng like rồi chia sẻ cái livestream này đi ạ, để cho chúng ta nhận được nhiều giá trị. Và ngoài ra chúng ta còn có quà tặng nữa ạ. Cái thứ hai trong phần số 3 là các cái giai đoạn mà chúng ta cần trong cuộc sống và trong công việc rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải gì? Ngoài định vị bản thân rồi thì chúng ta phải cần thiết lập và ấn định mục tiêu. Và cái thứ ba nữa đó là gì? Chúng ta phải xác định được cách thực hiện mục tiêu đó. Có đúng không nào? Chúng ta phải xác định được cách
thực hiện mục tiêu đó. Hà Nguyễn à, ừ chị cũng ngưỡng mộ em lắm mà. Vừa xinh đẹp vậy vừa giỏi giang, đúng nào. Và chúng ta cùng nhau nào, thiết thiết lập và ấn định mục tiêu xong rồi, chúng ta cần phải gì ạ? Xác định cách thực hiện nó. Nó phải mang tính khả thi. Đó, nó phải mang tính khả thi, có đúng không anh chị? Đấy. Nó phải mang tính khả thi. Xin chào Hiền Nguyễn. À, xin chào Đoàn Hưng Giang. Đó, thì cái tính khả thi là nó phải, mình phải xác định được cái cách thực hiện nó. Để làm sao nó ngắn gọn, xúc tích nhưng mà để đạt hiệu quả. Đó là phải tìm ra được cái, phải xác định được cái cách thực hiện đó. Có đúng không anh chị? Nó có đúng là trong các cái giai đoạn, hay nói cái khác, những cái giai đoạn của công việc hay trong cuộc sống của chúng ta, nó rất là rõ ràng. Nó rất là rõ ràng. Điều đầu tiên chúng ta cần phải gì ạ? Định vị bản thân. Xong sau đó chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải thiết lập và ấn định cái mục tiêu của nó, của chúng ta. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải làm gì ạ? Xác định cái cách thực hiện nó. Ngay kể cả trong quá trình chúng ta, công việc của chúng ta nha, cuộc sống của chúng ta nha, con cái của chúng ta nha. Đó. Dạ vâng, thế cảm ơn anh Nguyễn Hữu Đông ạ. Anh chia sẻ rất nhiều group rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. À, chắc chắn là anh sẽ có những cái quà tặng online, hoặc có thể là offline khi mà em chuyển vào trong đó. Chúng em thì với anh Đông thì chúng em hay có một cái tên rất là gần gũi, đó là bố già, đúng không ạ? Vâng, anh cứ để lại các cái anh cứ để lại số điện thoại thì chúng em cũng sẽ có những cái liên lạc để có những cái quà tặng thật là hữu ích đối với anh. Đó. Thì có đúng là chúng ta cần như thế không ạ? Chúng ta cần phải định vị bản thân của chúng ta bằng gì ạ? Bằng chúng ta xác xác định qua khoa học nha. Khoa học chứ không phải bói toán. Đúng nào? Chúng ta khoa học đó là ngành sinh trắc học dấu vân tay rồi. Xong sau đó là chúng ta phải thiết lập và ấn định mục tiêu. Thế chúng khi chúng ta thiết lập và ấn định mục tiêu theo cái dạng năng lực và sở trường của chúng ta xong, thì chúng ta phải xác định được cái cách thực hiện như thế nào. Cái cách thực hiện thì nó cũng có rất nhiều cách. Một là chúng ta đi học. Hai là chúng ta làm gì ạ? Hai là chúng ta tìm thấy một người thầy để phù hợp. Và cái người, và xin thưa chia sẻ với các anh các chị nhá, cái người thầy cũng vô cùng quan trọng, bởi vì là người dẫn dắt cho chúng ta. Chúng ta cũng phải tìm hiểu người thầy đó có gì ạ? Có cái cách dạy ấy, cái phương pháp dạy đó có phù hợp với chúng ta không? Nó vô cùng là hay lắm các anh ấy chị ạ. Khi mà chúng ta khám phá được bản thân, chúng ta đã định vị được bản thân của chúng ta, thì tất cả mọi thứ nó cực kỳ rõ ràng để cho chúng ta làm bất cứ mọi việc gì trong cuộc sống cũng như trong hạnh phúc của chúng ta. Và cái mà chúng ta thấy được không? Nếu như học cộng với học thì nó sẽ bằng gì ạ? Nó sẽ bằng không. Đấy. Làm cộng với làm thì bằng cái gì ạ? Bằng phá hoại. Có đúng không nào? Nhưng nếu học cộng với làm xong rồi cộng với dạy người khác thì nó trở thành gì ạ? Nó trở thành kết quả của sự thành công. Đó, thế là chúng ta phải phải xác định được cái cách thực hiện, hay nói cách khác là cái phương pháp và cái cách học, để làm sao giúp cho gì ạ? Giúp nó phù hợp với chính cái năng lực và tố chất của bản thân chúng ta. Cảm ơn Trần Chuyên. Cảm ơn Nguyễn Viết Phương hay Nguyễn Việt Phương đấy ạ. Đó. Cái số 3 tiếp theo. Cái số 3 tiếp theo, cái giá trị mà Thanh Hằng ngày hôm nay chia sẻ với các anh chị, đó chính là mục tiêu cộng hành động thì đương nhiên sẽ bằng gì ạ? Bằng thành công. Có đúng không các anh chị? Khi các anh các chị có mục tiêu của các anh chị làm sao phải rõ ràng, cụ thể. Như Hằng nói cái phần mà thiết lập và ấn định mục tiêu rồi đấy. Tức là nó phải cực kỳ rõ ràng, cụ thể, tỉ mỉ. Và nó rất rõ nha, ngày tháng của chúng ta đạt được như thế nào, tất cả đều phải bằng con số. Và như Hằng nói đấy, đó là nó phải là cần. Cần thì nó cần phải rõ ràng, chứ không phải là như chúng ta muốn, đúng không ạ? Cần phải rõ ràng. Vâng, anh Phái cứ để lại số điện thoại đi. Nếu như Hạ Long xa quá thì hôm nào ở Mạo Khê thì anh cũng được tặng mà. Dạ vâng, thì đó, tức là quay trở lại với cái việc Hằng nói, tức là cái mục tiêu của chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta phải thiết lập xong rồi đấy, đúng không? Chúng ta ấn định xong rồi, nhưng cái mục tiêu của chúng ta cần phải rõ ràng.
cần phải rõ ràng, cụ thể, tỉ mỉ và chi tiết. Và con số thì không bao giờ nói dối. Nên chúng ta cần phải áp con số vào. Giả sử cái mục tiêu là cái mục tiêu của chúng ta là 31 tháng 12 năm 2018 là tôi phải mua xe ô tô. Đấy, nó phải là gì ạ? Nó phải là cái mà cụ thể rõ ràng chi tiết như thế. Rồi, sau ngày khai trương địa điểm cà phê âm nhạc ẩm thực trên Thái Nguyên, CSC mong hợp tác với Sinh Chắc bên Tây bên chị ạ. Đây là một hướng câu lạc bộ đưa vào cộng đồng chị ạ. Ô, xin cảm ơn Hà Nguyễn. Thực ra thì chị cũng rất là mong muốn, và chị cũng rất là mong muốn để đồng hành với các em. Và cái điều đấy là điều cần trong cuộc đời của chị. Bởi vì mỗi một người mà họ hiểu được bản thân mình, họ định vị được bản thân mình, đấy là hạnh phúc của chị. Đấy, nên là chị cũng rất là mong muốn và cần cái sự hợp tác của các em. Và khi các em có cần sự hỗ trợ gì bên về phía công ty thì chị em mình cũng sẽ inbox với nhau, trao đổi với nhau để chúng ta có cái sự cùng nhau có những cái sứ mệnh vừa hạnh phúc vừa giàu có, đúng không nào? Đó. Thế thì có đúng không? Cái mục tiêu của chúng ta cần phải rõ ràng và nó phải ứng dụng bằng con số cụ thể. Đó, nó có mục tiêu có ngắn hạn, có gì ạ? Có trung hạn và có dài hạn. Đó, nó phải có ngày tháng đàng hoàng, chứ không phải cái việc là cái mục tiêu ghi ra nó không có giới hạn. Đấy, nó không có giới hạn cụ thể thì cái việc mà nó lại quay trở lại cái việc mà là như chúng ta muốn với chúng ta cần đấy. Đấy, đúng không? Cứ ghi ra thôi, còn nó muốn bao giờ nó đạt thì nó đạt, mà nó chả đạt thì thôi. Nhưng nếu như mà chúng ta ghi ra ngày tháng, cái ấn định mục tiêu cụ thể rõ ràng như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ tạo ra một cái động lực, cái áp lực cho chúng ta để cuộc sống của chúng ta nhanh đến đích hơn. Đúng không nào? Và cái mục tiêu của chúng ta chỉ cần rõ ràng, cụ thể, chi tiết và đưa con số vào các anh các chị nhé. Có ngắn hạn, có trung hạn và có dài hạn. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy mà. Ngay kể cả như là bây giờ có những người hỏi hỏi Hằng là bạn bạn muốn sống bao nhiêu năm, đúng không? Hằng cũng 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 trả lời rất rõ ràng, Hằng muốn sống 120 năm. Đó. Hằng cần phải sống như thế. Hằng cần phải sống là 120 năm để cái làm gì? Để Hằng chia sẻ những cái giá trị cho cuộc đời này, để giúp cho hàng 5 triệu con người có gì ạ? Có biết được về sinh trắc học dấu vân tay, họ biết được bản đồ cuộc đời của chính họ và giúp cho họ định vị được cuộc sống của họ. Có những lứa tuổi họ có thể nói rằng chưa là hết cái tuổi làm giàu rồi. Ví dụ như là 70, 75 chẳng hạn. Đương nhiên là làm giàu thì nó lại còn do tư duy nhiều người cơ, chưa chắc 70, 75 đã hết tuổi đâu. Nhưng để thường thường là chúng ta tính là 60 đến 65 tuổi là về hưu. Thì họ nghĩ rằng là họ không làm giàu nữa. Nhưng cuộc sống của họ cũng rất là cần gì ạ? Cần sự hạnh phúc, cần sự thấu hiểu. Đúng không? Đó cũng là một cái mà sứ mệnh của Hằng, Hằng rất là mong muốn. Đó. Đấy có phải là một con số rất là rõ ràng cụ thể không ạ? Và ngày hôm nay Hằng cũng chia sẻ cái sứ mệnh của Hằng với tất cả cộng đồng, với tất cả các anh chị ở đây là gì ạ? Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, Hằng cần có 200 gia đình, 200 gia đình các anh các chị nhé, dự cái chương trình Gala Dinner Family của công ty. Đó, cái đó là cái mà cái con số nó rất là cụ thể. Con số nó rất là cụ thể để giúp cho Hằng gì ạ? Tiến tới điều đó. Xin chào Lê Công Tân. Xin chào Bùi Nguyệt, xin chào Thắm Phạm nha. Đó, cái mà sứ mệnh của Hằng hay nói cách khác cái mục tiêu của Hằng nó rất là rõ ràng như vậy. Để làm sao để chúng ta thực hiện hóa được cái mục tiêu đó, chúng ta cần phải cụ thể, rõ ràng và tỉ mỉ. Có con số, Hằng nhắc lại, có con số. Đấy. Thế thì đấy là cái mục tiêu. Thế còn cái hành động của chúng ta thì sao? Trong cái hành động của chúng ta thì chúng ta cần phải tập trung vào nó, đúng không? Lên kế hoạch này. Lên kế hoạch, tập trung vào nó. Tập trung vào nó. Chúng ta luôn luôn chúng ta phải nghĩ rằng một là ngay bây giờ hay là không bao giờ. Đúng không? Trong quá trình chúng ta hành động ấy ạ, thì chúng ta phải biết rằng ạ, à,
Cái mục tiêu này muốn đạt được là chúng ta phải tập trung vào nó, lên kế hoạch đối với nó. Và chúng ta phải xác định rất rõ ràng rằng ngay bây giờ hay không bao giờ. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ trong quá trình chúng ta hành động, nó sẽ có những cái gì ạ? Nó sẽ có những tác nhân. Đúng không? Nó sẽ có tác nhân để tác động lên chúng ta. Tác nhân là gì? Tác nhân nó là thứ bên ngoài. Tác nhân là thứ bên ngoài. Giả sử ví dụ như với công ty của Hằng thì không phải là một mình Hằng, Thanh Hằng làm sinh trắc học dấu vân tay, mà có rất 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 nhiều các công ty khác làm sinh trắc học dấu vân tay. Và đặc biệt cũng giống như cái việc của các anh các chị đang làm cũng vậy thôi. Các anh các chị làm công việc của anh chị đang làm ấy, nó là những cái thứ mà gì, nó sẽ xảy ra. Đó là những cái tác nhân đó thì các anh chị không có thể thay đổi được nó. Không có thể thay đổi được nó, bởi vì trong hành động sẽ xảy ra những tác nhân. Cái điều đấy là cái điều chắc chắn. Dạ vâng, anh Bùi Thái, anh muốn mua xe vào cuối năm. Ngày nào anh? Anh phải rõ ràng, xin chào Phùng Anh. Anh phải rõ ràng là ngày nào, anh phải cụ thể hóa ra. Xe của anh màu gì? Loại xe như thế nào, giá bao nhiêu tiền? Đó. Xong sau đó anh mới tìm ra giải pháp được. Đúng ạ. Dạ, cảm ơn anh. Trong quá trình chúng ta hành động, thì chúng ta phải gặp phải rất nhiều các tác nhân. Các tác nhân chúng ta phải xác định rõ ràng, đó là tác nhân bên ngoài. Còn cái quan trọng hơn nữa của chúng ta, đó là gì ạ? Sự phản ứng. Phản ứng đó là bên chính trong của chúng ta. Đó là bên trong con người của chúng ta. Đó người ta gọi là phản ứng. Tác nhân chúng ta không bao giờ thay đổi được, nhưng cách phản ứng của chúng ta thì hoàn toàn có thể chúng ta điều tiết, khắc chế và đưa ra phản ứng được. Đây là một câu chuyện. Giả sử trong quá trình Hằng xây dựng doanh nghiệp, bởi vì ấy nó nằm trong một cái phần của giáo dục sinh trắc học dấu vân tay, bởi vì nó là mới ở Việt Nam nên rất nhiều người gì ạ, nhiều người họ chưa hiểu, họ chưa biết về sinh trắc học dấu vân tay. Họ nói rằng là sinh trắc học dấu vân tay như là xem bói ấy. Đó, đấy có phải là tác nhân không? Rồi là sinh trắc học dấu vân tay vớ vẩn, rồi nó có nghĩa là có những cái tác nhân để gì ạ, nó va đập vào Thanh Hằng đó. Nhưng thực tế nếu như mà Hằng lại chi phối bởi cái tác nhân như thế thì điều gì xảy ra? Tất cả mọi cái sự việc nó xảy ra là do quyết định sự phản ứng bên trong của mình. Nếu như ai nói với Hằng như thế, Hằng dẫn rất là vui vẻ. Hôm qua em quyết định mua xe đạp cho con gái, hôm nay mua được rồi chị ạ. Đó. Đấy, tức là mình khi mình đặt mục tiêu ra, mình phải có những cái quyết định thì mình hành động. Có phải đúng là tác nhân nó là thứ bên ngoài, còn phản ứng nó là sự bên trong không ạ? Cái quyết định của em chính là phản ứng của em đấy. Đấy. Cái quyết định đó chính là cái phản ứng bên trong của em. Đó. Chắc chắn có thể khi mình mua xe cho con, đúng không nào? Khi mình mua xe cho con mà giả sử như là cái độ tuổi của con nó còn hơi nhỏ chẳng hạn, thì có khi là có nhiều người nói rằng là chưa cần phải lên mua vội, đúng không? Hoặc là một số các cái tác nhân từ bên ngoài. Nhưng cái quan trọng là cái lúc mà em ra quyết định đó, có đúng không ạ? Cái quyết định ra quyết định đó tức là cái sự phản ứng bên trong của mình, có đúng không anh các chị? Và cái sự bên trong đó thì hoàn toàn không thay đổi. Đúng rồi, anh mua loại trung bình màu mệnh thổ vào tháng 11 âm lịch đó, cái loại trung bình nó là giá bao tiền anh? Đó, anh phải cụ thể hóa được cái mục tiêu của anh thì anh mới có thể gì á, anh tìm ra phương pháp để anh giải quyết vấn đề đó. Đó, xin chào Tú Vân. Chứ còn anh bảo là bây giờ mua loại xe trung bình cùng với mệnh thổ, đôi khi em mệnh thổ nó còn hợp với mấy màu cơ đó chẳng hạn, vào ngày nào của tháng 11 âm lịch. Anh phải rất rõ ràng cụ thể hóa cái mục tiêu của anh ra thì anh mới có giải pháp được, và anh mới có cái động lực mạnh mẽ. Chứ còn nếu như anh vẫn chung chung như thế này thì em nghĩ là chưa có, hoặc là anh đã có rồi, đúng không? Đó, thì cái đó là chúng ta phải rất rõ ràng với nhau. Bởi vì cái tác nhân ấy nó ở bên ngoài rồi,
mình không thể làm thay đổi được nó, nhưng chúng ta thay đổi cái phản ứng bên trong. Cũng giống như một câu chuyện hai người cãi nhau, thì đó là ví dụ như là hai người mà một người giả sử như tôi mà đi chợ, hoặc là tôi mua một cái món hàng gì đó thôi chẳng hạn. Thế nhưng nếu như một cái người mà người ta nó là một cái tác nhân ấy, người ta muốn cãi nhau với tôi thì người ta sẽ gì, người ta sẽ cãi nhau đúng không ạ? Nhưng nếu như tôi cái phản ứng của tôi là tôi không thèm chấp, hoặc là tôi không thèm đôi co, thì đấy có phải là cái phản ứng bên trong của tôi không? Nhưng nếu như cái phản ứng của tôi mà cũng cãi nhau với họ, tức là hai người cãi nhau, có đúng không anh chị? Đó, thế là chúng ta quan tâm đến cái gì ạ? Chúng ta quan tâm đến cái gì ạ? Chúng ta quan tâm đến phản ứng hay chúng ta quan tâm đến đến tác nhân? Chúng ta hãy quan tâm đến phản ứng của bản thân chúng ta, và chúng ta quan tâm đến gì ạ? Phản ứng của ai ạ? Của đối phương của chúng ta, để chúng ta đưa ra những cái đó. Chứ còn tất cả những cái mà họ họ mang mang lại cho chúng ta, nó chả có giá trị nhiều với chúng ta, bởi vì nó là tác nhân. Đó, nó là tác nhân mà anh ấy chị. Nên nên chính vì như thế, nên khi mà chúng ta thấy được rằng là ngay kể cả cái việc mà chúng ta cái phản ứng của chúng ta mà không tốt, ngay kể cả đối với con của chúng ta cũng thế nhé. Con của chúng ta cũng thế thôi. Đấy, nếu như mà nó mè nheo hay nó khóc thì đấy là cái gì ạ? Đấy là tác nhân. Còn cái sự kiện chúng ta xử lý có đánh nó hay không? Có đánh nó hay hay là chúng ta phân tích để cho con hiểu thì đấy là cái phản ứng. Thì chắc chắn tác nhân cộng với phản ứng thì nó sẽ ra tạo ra một kết quả. Có đúng không các anh chị? Đó. Một là kết quả thì tích cực, hai là kết quả tiêu cực. Đó, các anh chị chọn kết quả nào, đó là do phản ứng của các anh chị. Và trong bất cứ một cái sự kiện nào cũng thế thôi, sự kiện nó giống như một tác nhân đấy, thì cộng với cả phản ứng ở bên trong thì nó sẽ tạo ra gì ạ? Tạo ra cái kết quả của cuộc đời mình. Thế thì cái mà Thanh Hằng đang chia sẻ với các anh chị đó là gì? Chúng ta cần phải có mục tiêu, chúng ta cần phải có hành động. Nhưng cái hành động của chúng ta quan tâm đến gì ạ? Chúng ta hãy quan tâm đến phản ứng của chúng ta, là những phản ứng tích cực, chứ đừng quan tâm đến những tác nhân hay sự kiện bên ngoài. Bởi vì trên con đường hạnh phúc và thành công của chúng ta, nó có vô số các tác nhân, mà nói thật là nhiều tác nhân tiêu cực ném đá lắm. Nếu như chúng ta không có bản lĩnh, chúng ta không xác định được mục tiêu của chúng ta rõ ràng, và chúng ta đưa ra một cái phản ứng tốt, thì chắc chắn là sao? Là chúng ta sẽ thất bại. Đấy, kết quả của chúng ta nó là như thế. Và ngày hôm nay thì Hằng sẽ đã chia sẻ với tất cả các anh chị là gì ạ? Cái số 2 thứ nhất đó là gì ạ? Cần và muốn, đúng không? Cái số 3 thứ hai đó là gì ạ? Đó là các cái công đoạn của quá trình hạnh phúc và thành công. Cái việc mà chúng ta cần định vị bản thân nó là vô cùng quan trọng. Khi chúng ta định vị được bản thân rồi thì chúng ta sẽ thấu hiểu con cái, chúng ta sẽ thấu hiểu được vợ chồng, và bên cạnh đó chúng ta sẽ hiểu được những cộng sự của chúng ta. Và chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta có chất lượng hơn. Đó. Và cái tiếp tục nữa là chúng ta thiết lập mục tiêu, chúng ta thiết lập và ấn định mục tiêu rõ ràng. Đúng không nào? Chúng ta phải thiết lập và ấn định mục tiêu của chúng ta một cách rõ ràng, chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ, và nhớ là phải bằng con số. Đúng không nào? Đó. Và cái số 3 tiếp theo đó là gì? Đó là khi chúng ta có mục đích, khi chúng ta có mục tiêu thì cộng với hành động chúng ta sẽ cho ra kết quả. Đó. Thế thì cái mà mục tiêu của chúng ta cần phải rõ ràng rồi, thế thì cái hành động trong quá trình chúng ta hành động đó thì nó sẽ có những gì ạ? Có những tác nhân, nó sẽ có những sự kiện, và chúng ta phải hiểu rất rõ đấy là bên bên ngoài. Đúng không nào? Là bên ngoài, đúng không anh chị? Đó. Thì các anh các chị hãy gì ạ? Các chị hãy gì ạ? Hãy chia sẻ cái livestream này đi. Bởi vì chắc chắn là cũng Hằng cũng sắp kết thúc cái livestream này, bởi vì cũng rất nhiều người muốn xem trận 2
bóng đá của Ân Khóc đúng không? Của Ân Khóc đấy ạ. Đó. Thì các anh các chị hãy tương tác chia sẻ cái livestream này để làm sao mà các anh các chị hãy gì ạ? Hãy có những cái chia sẻ này ra. Và đặc biệt các anh các chị nha, chắc chắn một điều là các anh các chị chia sẻ cái livestream này ra và các anh các chị để lại số điện thoại, thì các anh các chị ở tỉnh thành nào các anh các chị cũng có những quà tặng. Và cái quà tặng đầu tiên như hàng nói gì ạ, các anh các chị được demo sinh chắc học miễn phí đó. Và các anh các chị còn có các những cái sản phẩm quà tặng đó, ví dụ như là ở trung tâm Anh ngữ Selton ấy ạ, họ sao họ tổ chức tặng cho chúng ta, chỉ cần để lại số điện thoại thôi thì đã có gì ạ, đã có một thẻ, bộ thẻ đọc sách trị giá đến 365k rồi, đúng không nào? Đó, thế thì cái mà chúng ta gì ạ, mà cái mà chúng ta ấy, có những cái trong cuộc sống này, nó có rất nhiều cái tác nhân ở bên ngoài, tác nhân ở bên ngoài để sao ạ, để làm cản trở cái sự thành công của chúng ta, cái sự thành công của chúng ta. Nhưng cái quan trọng, cái quyết định thành công của chúng ta, đó là cái gì ạ, đó là cái phản ứng bên trong của chúng ta đó. Thế thì cái chương trình tiếp theo mà vô cùng hot nữa này, các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra giúp Hằng với ạ, để làm sao cho các anh chị có nhiều các quà tặng hơn. Trung tâm anh ngữ Selton do chị Nguyễn Hiền làm giám đốc lại có một chương trình quà tặng như thế này nữa nhé các anh các chị nha. Khi mà các anh các chị đăng ký, thứ nhất, nếu như các anh các chị, nó có hai cái chương trình hoặc khóa học như thế này. Nếu như các anh các chị để một từ khóa tên là khóa đấy, thì các anh các chị có một cái khóa học trải nghiệm cho con và được giảm 2 triệu đồng các anh các chị nhé. Nếu như mà các anh các chị cho con tham gia một khóa học trải nghiệm ở trung tâm Anh ngữ Selton trị giá 4,6 triệu thì được tặng 2 triệu đồng. Các anh các chị có thấy tuyệt vời không ạ? Hãy chia sẻ cái này đi ạ, hãy chia sẻ cái livestream này đi để làm sao mà tất cả các anh các chị nhận được quà tặng ạ. Xin chào Hà Mỹ Hảo nào. Rất là cảm ơn em. Lần nào chị livestream, lần nào chị chia sẻ những giá trị, em cũng gì ạ? Em cũng xem và cũng ủng hộ chị rất là mạnh mẽ. Xin chào Mỹ Hảo nha. Và chúng ta nhớ nha, chúng ta nhớ là tham gia cho con một khóa học 4,6 triệu để trải nghiệm thì các anh các chị đã được tặng 2 triệu rồi. Còn nếu như các anh các chị tham gia cho con một khóa học, tức là một năm, tham gia một năm học với cái mức giá là 18,2 triệu thì các anh các chị sẽ được tặng những quà tặng đây nhá. Các anh các chị sẽ lưu ý khi mà nghe những cái quà tặng này, các anh các chị sẽ giật mình luôn này. Thứ nhất là một bộ thẻ học 365.000. Thứ hai là chúng ta có cái bài kiểm tra về năng lực tiếng Anh trong vòng 2 tiếng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đó, nhiều không ạ? Rất là nhiều nha. Và đặc biệt còn có thêm được tặng một bài sinh chắc học dấu vân tay. Wow, trị giá 3 triệu đồng. Trị giá 3 triệu đồng anh các chị nha. Đó. Và tiếp tục nữa này, và được tặng đưa đón 1 năm trị giá 3,840,000. Ngọc Lê biết điều này để chia sẻ với tất cả các bạn ở Hạ Long nha. Khi mà tham gia, đây là chương trình quà tặng cuối cùng ấy ạ. Chương trình quà tặng cuối cùng của buổi livestream của Thanh Hằng ngày hôm nay, đó chính là gì ạ? Đó chính là nếu như canh các chị tham gia một khóa học trải nghiệm cho con trị giá là 4,6 triệu thì các anh chị đã giảm giá 2 triệu. Nhưng nếu như các anh các chị tham gia một năm cho con học ấy, trị giá là 18,2 triệu thì các anh các chị nhận được vô số các quà tặng. Ví dụ như là bộ thẻ đọc trị giá 365.000. Thứ hai là bài test về năng lực tiếng Anh, nó trong vòng 2 tiếng đồng hồ nha.
về bốn cái kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. À, xin chào Phạm Bình Minh. À, từ Cẩm Phả lên thì cũng gần. Từ Cẩm Phả lên cũng gần. Thì có con nhỏ hay là có bạn ở Hạ Long thì hãy chia sẻ cho cái chương trình, hãy chia sẻ cái livestream này để cho bạn của các bạn có những cái phần quà rất là hấp dẫn. Đó. Ngoài ngoài ra còn được tặng một bài sinh trắc học dấu vân tay miễn phí trị giá 3 triệu nha. Các anh các chị nhá, 3 triệu cộng với 1 năm xe rất là đẹp đưa đón trị giá đến 3 triệu 840 nghìn. Đó, các anh chỉ cần đăng ký một là khóa học, khóa thì là 4 triệu 600 đúng không nào? Còn đâu nếu như nói ghi là 01 thì sẽ tham gia cái gói 18 triệu 200 đấy ạ, thì sẽ được tặng một rất một clip. Cái số quà tặng này tôi thấy là đúng thật là một người phụ nữ rất là gì ạ, rất là tâm huyết với nghề và cũng rất là cho đi. Cái sự cho đi của bạn ấy rất là mạnh. Cái sự cho đi của giám đốc trung tâm Anh ngữ Selton ấy, cô Tám ấy rất là mạnh. Đó, để có những cái giá trị và để có những cái nguồn năng lượng để giúp cho trung tâm phát triển cũng như cùng với gì ạ, công ty cổ phần giáo dục Thắp sáng trí tuệ Việt. Bởi vì tại sao ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều người nói là tôi chỉ chia sẻ những giá trị đó thôi, mà cái phần chủ đề đấy thì mỗi một, đương nhiên những cái buổi ngày hôm nay là những cái buổi mà giao lưu để chia sẻ với các anh các chị, để chia sẻ những giá trị sống thôi. Còn tôi sẽ có những cái buổi tiếp theo, một tuần tôi sẽ làm hai cái chương trình livestream để cho các anh các chị biết rõ về cái bài sinh trắc học dấu vân tay, cái giá trị và cái ý nghĩa của nó như thế nào. Cái việc mà để chúng ta định vị được bản thân bằng cái phương pháp là sinh trắc học dấu vân tay ra, chúng ta còn gì ạ, chúng ta còn định hướng được nghề nghiệp ra sao, thấu hiểu con cái như thế nào, thấu hiểu những người xung quanh như thế nào, các doanh nghiệp thì cần cần cái tổ chức và quản lý nhân sự ra sao. Nó có rất nhiều cái ở trong cái cuốn tấm bản đồ cuộc đời, đã gọi là tấm bản đồ cuộc đời mà đúng không ạ? Rồi thì rất là mong các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này đến cộng đồng, đến tất cả các bạn bè. Ngoài những cái giá trị mà Thanh Hằng chia sẻ ra, còn có rất nhiều những cái chương trình quà tặng. Và đặc biệt là các cái chương trình quà tặng về về phía công ty, đó là test demo miễn phí cho tất cả các anh các chị. Thì các anh các chị có thể là ở bất cứ một một địa danh nào thì các anh các chị cũng có thể là liên lạc được với các cái văn phòng đại diện của chúng tôi. Ví dụ như là ở Hạ Long thì chúng tôi có đến hai văn phòng đại diện. Chào anh Lương, chào anh Lương Quỳ Hợp. Lâu lắm rồi đúng không ạ? Lâu lắm rồi à, cũng không gặp và cũng không về Quỳ Hợp làm việc với những người Quỳ Hợp. Người Quỳ Hợp thì rất là hiếu khách và rất là chân thành. Đấy thì chúng tôi cũng có những cái văn phòng đại diện, giả sử như Nghệ An thì nằm ở số 2 Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh, rồi là như là ở Đại Từ Thái Nguyên, rồi ở thành phố Thái Nguyên 280 288 Phan Đình Phùng, rồi là ở Hạ Long thì có đến hai văn phòng, rồi ở Sài Gòn ở Sài Gòn, rồi ở Đà Nẵng, có nghĩa là rất nhiều. Lần sau thì tôi sẽ gì ạ, trước khi mà tôi livestream thì tôi sẽ đưa tất cả những cái địa chỉ văn phòng và số đại điện thoại của của văn phòng đại diện của tôi, để các anh các chị có thể đến đấy, các anh các chị đến đấy mang cả con đến đấy tư vấn demo miễn phí cho các anh các chị. Các anh chị đồng ý không ạ? Và có lẽ là đến bây giờ thì cũng cái thời gian cũng 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 khá là lâu rồi và cũng rất nhiều các anh các chị đã rời cái livestream này để gì ạ? Để xem bóng đá rồi đúng không ạ? Thế thì chúc cho các anh các chị có một buổi tối thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và đặc biệt là cổ vũ cho tinh thần World Cup một cách mạnh mẽ hơn và cũng đừng quên là chia sẻ cái livestream này đến tất cả những bạn bè, tất cả những người thân để giúp cho chúng ta có được những cái giá trị tốt hơn và có những cái món quà thật là ý nghĩa với cuộc sống này. Một lần nữa, Thanh Hằng xin được chào và hẹn gặp lại tất cả các anh các chị và chúc các anh các chị có một buổi tối thật là ngon giấc.
Xin cảm ơn sự lắng nghe, xin cảm ơn sự tương tác, xin cảm ơn cái sự yêu mến với Thanh Hằng. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Rồi, xin cảm ơn.